nhận định chức trận Việt Nam với Thái Lan. Khi theo dõi bán kết AFF Cup 2022, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ đã hy vọng Malaysia giành chiến thắng trước Thái Lan để gặp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận chung kết. Bởi lẽ, Malaysia chưa từng thắng đội tuyển Việt Nam của Mr. Park và cũng đã để thua những chiến binh sao vàng trong trận đấu cuối cùng ở AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Thái Lan đã chứng tỏ mình xứng đáng gặp Việt Nam trong trận chung kết với chiến thắng 3-0 trước Malaysia trận bán kết lượt về trên sân nhà. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột như tiền vệ cha nát khiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Phong Kinh vẫn đang là đội tấn công tốt nhất giải đấu với 16 bàn thắng tính đến trước trận chung kết lượt đi. Chân sút huyền thoại Giang Gia dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng. Đội hình của Thái Lan vẫn còn nhiều nhân tố nguy hiểm như Ekanit, Jeraton hay Agisat Grayson và giúp cho họ duy trì sức mạnh không quá chênh lệch với đội hình vô địch AFF Cup 2020. Đây sẽ là thử thách lớn nhất với hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào của đội tuyển Việt Nam. Với huấn luyện viên Park Hang-seo, ông vẫn chưa quên thất bại duy nhất trước Thái Lan tính đến thời điểm này ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất muốn giữ hận trước đối thủ này và hơn nữa là để hiện thực hóa mục tiêu chia tay bóng đá Việt Nam với một chức vô địch. Giống như giải đấu 4 năm trước, đội tuyển Việt Nam đang dựa vào một hàng thủ vững chắc. Sau những chệch trọt ở trận gặp Myanmar vòng bảng, huấn luyện viên Park có lẽ đã tìm ra hàng phòng ngự tối ưu nhất. Nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ đặt lên đôi cánh tấn tài Văn Hậu khi phải đảm nhiệm cả tấn công lẫn phòng ngự. Ở tuyến trên, Tiến Linh tiếp tục được kỳ vọng sẽ ghi bàn. Một cái tên khác cũng được người hâm mộ chờ đợi là Quang Hải. Ngôi sao mang áo số 19 suýt có bàn thắng vào lưới Indonesia trong trận bán kết lượt về và đang rất quyết tâm tỏa sáng trong hai trận đấu chung kết. Trong khi đó, Hùng Dũng và Hoàng Đức là động cơ vĩnh cửu ở tuyến giữa giúp chiếc siêu xe Việt Nam vận hành trơn tru. Với tỷ lệ vô địch lên tới 87,5% một khi thắng trận lượt đi, 7/8 kỳ, có thể thấy rõ ràng rằng Việt Nam có cơ hội rất lớn để lần thứ hai vô địch AFF Cup nếu giành chiến thắng trên sân nhà Mỹ Đình. Dù chất lượng mặt cỏ không được tốt nhưng Mỹ Đình vẫn đang là thánh địa của bóng đá Việt Nam và người hâm mộ có quyền chờ đợi vào một thế trận tưng bừng. Nhưng với luật bàn thắng trên sân khách, ưu tiên hàng đầu sẽ là không được để thủng lưới. Phong độ, lịch sử đối đầu Việt Nam với Thái Lan. Tại AFF Cup 2022, Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào và tất nhiên chưa bị thua lần nào. Trong khi đó, Thái Lan để thủng lưới 3 bàn và đã thua Malaysia trong trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil. Về thành tích đối đầu, huấn luyện viên Park Hang-seo chưa từng đánh bại Thái Lan trong các trận đấu chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trận thắng duy nhất trước đội tuyển quốc gia Thái Lan đến thời điểm này của huấn luyện viên Park là trận bán kết giải cúp nhà vua Thái Lan. Tuy nhiên, nếu tính cả các trận đấu mọi cấp độ và mọi đấu trường, huấn luyện viên Park Hang-seo thắng 4, hòa 4 và thua 1 trước bóng đá Thái Lan. Thông tin lực lượng Việt Nam với Thái Lan. Việt Nam có lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, tiền đạo số 1 của Thái Lan là Giang Gia bị chấn thương và đã bỏ lỡ buổi tập trước trận chung kết lượt. Đội hình xuất phát dự kiến Việt Nam với Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam, Đặng Văn Lâm, Văn Hậu, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Thành Trung, Tấn Tài, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Tiến Linh. Đội tuyển Thái Lan, Kitty Phong Phu Tho Chue Ak, Sasalak Ha Itrakon, Phan Sahem Vibun, Saphainen Burirat, Ritsada Kamen Sarat Yoi In, Jeraton Bung Mây Thơn, Tirei Dan Cham Rasami, Bozin Faller, Ekernit Panja, Azizat Grayson. Dự đoán tỷ số Việt Nam-Thái Lan 2-0.